Thời gian qua, nhờ đẩy mạnh thực hiện đồng bộ các giải pháp nên chỉ số sự hài lòng của người dân tổ chức đối với các cơ quan hành chính nhà nước gọi tắt là chỉ số CPAS của nhiều cơ quan đơn vị trên địa bàn tỉnh đã có nhiều cải thiện. Bộ phận một cửa Ủy ban Nhân dân xã Bình Minh, huyện Khoai Châu có 5 công chức làm việc, bình quân mỗi tháng tiếp nhận và giải quyết trên 1.000 hồ sơ thủ tục hành chính cho công dân tổ chức. Công việc áp lực nhưng đội ngũ công chức ở đây luôn làm việc rất trách nhiệm, tận tình hướng dẫn người dân các bước nộp hồ sơ theo đúng nhu cầu. Tôi vẫn ra bộ phận một cửa làm các cái thủ tục chứng nhận hoặc là làm giấy khai sinh. Tôi thấy là rất là nhanh chóng và các nhân viên là hài hòa và niềm nở, là tôi rất là hài lòng. Chúng tôi đã chỉ đạo bộ phận một cửa tiếp nhận trả kết quả cho công dân theo đúng quy trình, đảm bảo nhanh gọn và đảm bảo theo đúng kế hoạch. Ngoài cái thời gian đó ra thì chúng tôi còn có những cái việc mà đột xuất, việc bất ngờ thứ bảy chủ nhật hay là công dân ra nhà đi vắng cần những hồ sơ liên quan thì tôi cũng đã tiếp đón và được người dân là rất là hài lòng. Để nâng cao chỉ số CPAS, những năm qua tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan hành chính nhà nước từ tỉnh đến cơ sở để mạnh việc tuyên truyền, công khai các thủ tục hành chính bằng nhiều hình thức, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp thực hiện việc nộp hồ sơ và nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính nhanh, thuận lợi, đồng thời ra soát, đơn giản hóa, cắt giảm thời gian giải quyết các thủ tục hành chính, nhất là cải thiện tinh thần phục vụ của công chức, nâng cao năng lực giải quyết công việc cho công chức. Chúng tôi đã bố trí các cán bộ công chức có cái trình độ chuyên môn tốt, thái độ phục vụ tại bộ phận một cửa, đa dạng hóa các cái hình thức cung ứng các dịch vụ công để làm sao tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân. Với 22 cái tiêu chí áp dụng đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức trong trường hợp giao dịch trực tiếp tại cơ quan hành chính hoặc là bộ phận một cửa và trả kết quả, Sở Nội vụ nhận thấy là cơ quan đơn vị địa phương nào mà có sự quyết liệt của người đứng đầu, sự tích cực, trách nhiệm, tận tình của đội ngũ cán bộ công chức trong quá trình thực thi công vụ và thực hiện tốt cái công tác tuyên truyền cải cách hành chính thì đơn vị đó sẽ nhận được sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp ở mức độ cao. Sự hài lòng của người dân, tổ chức chính là thước đo trung thực nhất, chính xác nhất trong mọi cố gắng cải cách hành chính. Nên việc tỉnh và các sở ngành địa phương tập trung thực hiện các biện pháp để nâng cao chỉ số CPAS chính là góp phần xây dựng nền hành chính phục vụ hướng tới mục tiêu cao nhất là sự tin tưởng hài lòng của người dân, doanh nghiệp, xây dựng tỉnh Hưng Yên ngày càng phát triển bền vững.